Hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại cái khóa học CSWA của mình. Mình là Sơn Nguyễn. Thì hôm trước mình đã học được các cái lệnh như extrude và chamfer fillet và đi từ sketch lên rồi. Thì các bạn đã có thể vẽ được hầu như là các cái chi tiết cơ khí chế tạo máy. Để mà thuận tiện hơn thì chúng ta sẽ học thêm một lệnh nữa là lệnh plane. Một số cái chi tiết ví dụ như chi tiết này chẳng hạn. Đây, các bạn thấy chi tiết này nó có một cái mặt phẳng nghiêng 45 độ. Nếu mà chúng ta không tạo cái plane mới để mà mình vẽ cái này cho thuận tiện á, mình vẫn có thể vẽ chi tiết này thôi, dùng một cái lệnh extrude box hoặc là extrude cut, mình cắt lấy cái mặt phẳng này trước và mình nó sẽ tạo ra một cái mặt phẳng để mình vẽ lên trên đó, nhưng mà nó sẽ thừa rất nhiều lệnh hoặc là thừa cái khối, thì mình sẽ hạn chế cái việc đấy bằng cách là mình tạo cái plane. Bây giờ mình sẽ đi vào cái lệnh plane, sau đó mình sẽ vẽ mẫu cho các bạn cái bài mà các bạn đang nhìn ở màn hình đây. Ok, rồi mình sẽ hướng dẫn cái lệnh plane nha. Và feature này, reference geometry plane, nghĩa là chúng ta sẽ tạo một cái mặt phẳng mới ngoài ba cái mặt phẳng là form, top, right của SOLIDWORKS. Khi mình tận dụng tối đa ba cái mặt phẳng này rồi, không còn cách nào khác, mình phải tạo thêm cái mặt phẳng, thì mình sẽ tạo cái mặt phẳng nó khác so với ba mặt phẳng này, nó nghiêng một góc 30 độ chẳng hạn, hay là nó tham chiếu với những cái đối tượng trên cái chi tiết mình vẽ. Rồi, thì bây giờ mình vào reference geometry này. Thì trước hết các bạn phải hiểu định nghĩa của một cái mặt phẳng trong cái không gian 3D như thế nào. Thì mình nhớ là ở hồi cấp 3 như là lớp 10, 11, 12 thì chúng ta có học định nghĩa mặt phẳng. Để định nghĩa mặt phẳng chúng ta cần nhiều nhất đó là ba đối tượng, đúng không? Ba đối tượng là ba điểm. Thì đấy là lý do tại sao mà SOLIDWORKS đưa cho mình tối đa là ba cái reference ở đây. Thì nếu mà chúng ta có thể sử dụng ít nhất một reference và nhiều nhất là ba reference để mình tạo ra một cái mặt phẳng. Khi mình học cấp 3 ấy, thì 3 điểm sẽ định nghĩa được một mặt phẳng, đúng không? Bây giờ mình chọn này, từng ô này, mình sẽ chọn từng điểm một. Ví dụ điểm thứ nhất này, thì SOLIDWORKS sẽ tự động nhận cho mình là cái coincident, nghĩa là cái mặt phẳng này đi qua cái điểm nhất. Rồi, mặt phẳng này đi qua điểm thứ hai. Và bây giờ mình muốn đi qua một điểm thứ ba nữa ở đây chẳng hạn. Đó, thì các bạn nhìn thấy nó biểu tượng nó giống như ở trong sketch của mình thôi, là cái mặt phẳng này sẽ đi qua coincident với cái điểm vertex nhất, vertex thứ hai và vertex thứ ba. Đó, rồi ấn ok chẳng hạn. Vậy là mình đã tạo ra được một cái mặt phẳng đi qua ba cái điểm và tham chiếu. Rồi, tiếp theo sao? Tiếp theo plane này. Bây giờ mình chọn chỉ cần một cái tham chiếu thôi sao? Chọn mặt phẳng có sẵn này chẳng hạn. Mình muốn offset nó ra. Các bạn nhìn thấy cái biểu tượng là offset distance, nghĩa là mình muốn một khoảng cách cố định từ cái mặt phẳng cơ bản có trước. Thì bây giờ mình muốn cho nó là 1 inch chẳng hạn, thì nó sẽ offset ra 1 inch và ấn ok. Mình đã demo cho các bạn biết là một cái mặt phẳng chúng ta cần ít nhất một cái reference và nhiều nhất là 3 reference. Rồi, thì ngoài ra đó chúng ta còn những cái điều kiện như nữa. Ví dụ chúng ta muốn cái mặt phẳng của mình nó đi qua cạnh này và tạo một góc với cái mặt phẳng ở đây bao nhiêu độ đó chẳng hạn, thì mình sẽ hình dung trước, mình sẽ lên cái kế hoạch trước là mình cái mặt phẳng, cái nhu cầu của mình nó cần như thế nào. Sau đó mình vào cái lệnh này, mình chọn này, thì mình sẽ chọn cái reference đầu tiên, mình cần nó đi ngang qua cái cạnh này. Thứ hai, cái nhu cầu của mình nó cần nghiêng một góc so với cái mặt phẳng này chẳng hạn, thì mình sẽ chọn mặt thứ hai. Thì khi mà chọn cái mặt phẳng này, nó tự động nhận cho mình là perpendicular, nghĩa là vuông góc. Mình không muốn vuông góc, mình muốn nó một góc 30 độ hoặc là 45 độ chẳng hạn, thì mình sẽ chọn xuống cái phần là angle, y như trong cái biểu tượng để mình ràng buộc thôi. Chọn này, angle 90 độ, mình muốn 45 độ, nhập 45 độ. Thì với cái góc độ này thì nó có hai hướng, mình sẽ tích vào cái ô là flip offset thì nó sẽ quay về hai hướng cho mình và mình có thể chọn được cái hướng mà mình mong muốn. Thì ngoài ra ở đây nó có một cái ô là các bạn nhìn cái biểu tượng này giống như pattern đấy, pattern nó cũng có cái biểu tượng như này, thì các bạn tăng số lượng lên thì nó sẽ tự động giãn cách cái nhân bản nhiều cái plane cho mình. Ví dụ như đây là tạo 45 độ này, thì cái plane thứ hai trở đi nó cũng cách đều nhau 45 độ. Đấy, ok này, thì nó sẽ tạo ra một loạt những cái plane mới cho mình. Rồi, ngoài ra những cái trường hợp như mình muốn một cái mặt phẳng nó tiếp tuyến với cái mặt phẳng tròn này chẳng hạn, và nó đi qua một cái điểm, đi qua một điểm, thì sao? Mình vào plane này, mình chọn nó, cái mặt phẳng này, nó nhận ngay tangent này,
và mình đi qua một cái điểm nữa chẳng hạn, mình chọn vào cái điểm đó. Rồi thì các bạn, bây giờ các bạn để ý này, khi mỗi lần mình chọn ấy, mình đã set up sẵn trong đầu mình cái kế hoạch để mình tạo mặt phẳng rồi. Khi mà mình chọn ấy, thì nó rất là nhanh và số cuộc cho mình biết được là fully defined, nghĩa là cái mặt phẳng mình cố định, cái mặt phẳng của mình đã đủ điều kiện tạo ra mặt phẳng đó. Dần dần các bạn sẽ phải hình dung được là một mặt phẳng mình cần định nghĩa những gì để nó cố định đó. Thì nó giống như sketch thôi các bạn, sketch các bạn cũng phải định nghĩa và các bạn cố định hết tất cả các cái chiều kích thước thì nó cố định, nó thành màu đen. Thì như y như trong cái mặt phẳng này cũng vậy, các bạn sẽ định nghĩa đầy đủ các cái điều kiện cho nó thì nó sẽ hiện màu xanh, nên là fully defined. Nếu mà các bạn chỉ định nghĩa một cái thôi, một cái face màu hồng này thôi, thì nó chưa có hiện màu xanh, nó chưa fully defined, nghĩa là nó vẫn cần phải định nghĩa thêm. Vì nếu mà một cái mặt phẳng ấy mà nó tiếp tuyến với cái cung này, với cung màu hồng này này, thì nó có vô vàn cái mặt phẳng tiếp tuyến cung màu hồng này đúng không? Nếu mình cứ xoay quanh cái mặt phẳng màu vàng này, xoay quanh cái màu hồng này thì rất là nhiều, mình phải cố định nó lại. Ví dụ như tiếp tuyến và nó song song với mặt phẳng này chẳng hạn, thì mình click vào đây, rồi chọn lại mặt phẳng tiếp theo này. Đó, thì nó vừa tiếp tuyến với cái mặt phẳng màu tím, và bây giờ nó đang chọn là vuông góc với cái mặt phẳng màu hồng. Bây giờ mình muốn nó song song chẳng hạn, thì nó khi nó báo này, báo màu đỏ, nghĩa là mình đã chọn sai rồi, mình chọn không đúng. Nó không có cái trường hợp nào mà cái mặt phẳng nó vừa tiếp tuyến với cái mặt màu tím này và nó vừa song song với cái mặt màu hồng. Thì nó số cuộc cái tự động nhận ra cho mình là không có một cái trường hợp nào như vậy hết, mình phải chọn lại đi. Thì nó bảo là current campaign reference and content is not valid, nghĩa là nó không đúng, mình cần phải chọn lại. Thì lúc này mình click chuột phải vào đây, mình chọn delete đi, mình chọn lại một cái điều kiện khác, hoặc là mình chọn lại nó, mình chọn cho nó một cái điều kiện coincident chẳng hạn cũng không được, vuông góc, vuông góc thì được. Nghĩa là có một cái mặt phẳng mà nó vuông góc với cái mặt phẳng màu hồng này và tiếp tuyến với mặt phẳng màu tím đó. Thì số cuộc sẽ tự động tính toán cho mình các cái điều kiện đủ để tạo ra một cái mặt phẳng. Ok, các cái reference này và các cái cách chọn ở đây nó có rất là nhiều cách. Cái này nó tùy thuộc vào cái kiến thức hình học 3D. Mình khuyên các bạn nên có thể dở lại, lục lại mấy cuốn sách về hình học cấp 3 ấy, thì có thể là hiểu rõ hơn. Mình giới thiệu cho các bạn thêm những cái thao tác lệnh nhanh ở trong đây thôi. Còn các cái điều kiện thì các bạn sẽ tự mày mò thêm. Thì đa số những cái mà mình đã liệt kê ở đây thì là những cái mà các bạn hay dùng rồi. Còn những cái trường hợp mà nó hiếm khi hơn ấy, thì các bạn sẽ phải tự định nghĩa trong cái óc hình học của mình. Rồi, thì một số cái lệnh nhanh ấy, ví dụ như các bạn muốn tạo một cái mặt phẳng offset với cái mặt phẳng khác chẳng hạn, thì các bạn sẽ chọn vào mặt phẳng mà mình muốn offset này, đầu tiên này. Bây giờ mình muốn tạo một cái mặt phẳng offset với mặt phẳng plan 1 này, một khoảng cách là bao nhiêu đó, thì mình có thể giữ control này, sau đó mình cầm vào cái góc, các bạn thấy những cái đường tròn này, những cái điểm tròn này ở xung quanh cái plan của mình á, mình di vào đây rồi mình kéo ra, thì tự động số cuộc sẽ tự động active cái mặt phẳng và cái lệnh plan cho mình sẽ kéo này. Lúc này mình vẫn cứ giữ control nha, kéo ra một cái khoảng mà mình mong muốn, sau đó thả ra. Lúc này mình chỉ nhập cái kích thước mong muốn thôi, ví dụ bây giờ là 2.5 inch chẳng hạn đó. Rồi ok, thì cái lệnh này để mình tạo ra một cái mặt phẳng offset rất là nhanh. Ngoài ra đó, trong số cuộc có một cái lệnh nhanh nữa, đó là khi các bạn muốn tạo một cái mặt phẳng mà nằm giữa hai mặt phẳng. Đấy, thì ví dụ như đây, cái chi tiết của mình ở đây, mình muốn tạo một cái mặt phẳng giữa là mặt phẳng đối xứng chẳng hạn, nó đối xứng này, thì thực chất chi tiết này nó mình đã vẽ là giữa rồi, mặt ngoài rồi. Nhưng bây giờ với cái trường hợp mà mình không vẽ đúng mặt ngoài, mình muốn lấy một cái mặt phẳng đối xứng, thì mình sẽ vào reference geometry này, chọn plane này, sau đó mình chọn mặt thứ nhất, mặt thứ hai, mình chọn hai mặt phẳng với nhau, thì nó sẽ tự động tạo cho mình một cái mặt phẳng là đối xứng, hoặc là ở giữa, hoặc là mặt phẳng mid plane này, các bạn thấy không? Thì mình chỉ cần hai điều kiện thôi, báo fully defined, ok. Thì lúc này mình tạo ra được một cái mặt phẳng mới, là mặt phẳng nằm ở giữa. Các bạn để ý này, lúc khi mình tạo ra một mặt phẳng ấy, các bạn thấy khi mình để quay bên này nó màu xanh này, quay bên đây nó lại màu đỏ. Đó, nó giống như một cái tờ giấy bìa của mình thôi, một cái tờ giấy thôi, nó có mặt trái và mặt phải. Số cuộc sẽ phân biệt cho mình cái mặt nào mặt trái, mặt nào mặt phải của một cái mặt phẳng, một cái plan. Như các bạn vẽ ít chút ấy, thì nó có một cái mặt là direction 1 và một cái mặt là direction 2, thì cái plan này nó cũng tương tự ha. Thì cái này option này các bạn để biết thôi,
để mình ứng dụng sau những cái lệnh nâng cao hơn. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi vào cái bài tập, đó là cái bài tập này. Thì bây giờ mình sẽ vẽ mẫu cho các bạn cái bài tập này và các bạn sẽ làm từng bước theo mình, cũng vẽ cái bài này thôi nha. Mình sẽ tạo một cái file mới để vẽ. Rồi, bỏ vào đây. Thì các bạn nhìn thấy chi tiết này rất đơn giản đúng không? Đây là cái hình chiếu mà nhìn từ trên xuống này, cái hình này này. Mình sẽ vẽ cái hình chữ T trước. Mình chọn mặt top là hình nhìn từ trên xuống. Rồi, bây giờ mình vẽ hình chữ nhật chẳng hạn. Đó, thì cái bài này mình đã vẽ y như chút thôi. Mình sẽ chút lên 10 này. Phía trò XBot 10, ok. Đó, thì bây giờ để mà tạo được cái mặt phẳng mà nó nghiêng như này và nó vẽ thành cái biên dạng một nửa slot này ở trên đây thì nó rất là khó đúng không? Các bạn sẽ phải tạo thêm một cái bước thừa nữa để mới tạo được một cái đối tượng đó. Thì mình sẽ cần phải tạo một cái mặt phẳng. Thay vì mình tạo bức thừa này, ví dụ như mình demo cho các bạn tạo bức thừa này vào mặt font này, mình sẽ phải vẽ một cái hình chữ nhật trên đây chẳng hạn, sau đó mình vào chút này, midplane mình kéo ra, bỏ mod đi, ok này, thì lúc này mình mới có cái mặt phẳng ở đây để mình vẽ. Đó, thì nó cái bước này thành bức thừa. Thì mình sẽ thay vì đó mình sẽ dùng cái blend cho nó nhanh và nó tối ưu hơn. Thì khi thừa này, cái khối này mình sẽ phải lại phải dùng một cái lệnh nữa là delete cái khối này đi, hoặc là mình ẩn cái khối này đi. Thì trong cái file thiết kế của mình nó có rác hạn chế, và để không khắc phục cái việc này thì mình sẽ dùng blend. Rồi mình delete này đi nha. Rồi, thì bây giờ mình vào reference geometry này, blend. Thì đầu tiên các bạn nhìn thấy cái mặt phẳng nghiêng của mình này, nó cần đi qua cái cạnh mép ở dưới. Mình chọn thôi, đi qua cạnh mép ở dưới và mình thấy nó nghiêng một góc 45 độ so với cái mặt phẳng nằm ngang này, thì chọn này và mình cho nó điều kiện là góc sau đó 45 độ đó. Thì nếu mà một số trường hợp các bạn mà nó bị ngược xuống dưới như này chẳng hạn, thì các bạn tích vào cái dấu tích là flip offset, nó đi lên thôi. Rồi ok, thì mình đã được một cái mặt phẳng. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ việc vẽ cái sketch cho mặt phẳng này thôi. Ấn Ctrl 8 này, chiếu về. Thì bây giờ mình sẽ vẽ cái sketch. Đấy, nếu mà không tạo mặt phẳng thì chúng ta sẽ không có cách nào mà vẽ là cái mặt nghiêng này được. Và trên cái mặt cơ bản như form top right thì sẽ rất là khó, không khó và không vẽ được. Giữ shift này, chọn chiều dài 49. Rồi, cái chỗ này cái bề ngang nó bằng nhau và 30, mình chọn giữ Ctrl này, chọn hàng này, cho nó continue, nghĩa là đồng phương. Tiếp theo làm tương tự đó, đen rồi này. Thì bây giờ mình còn cái phi ở đây nữa, phi 15, và nó chỉ x chút đến cái đúng cái mặt này thôi. À đúng ý đồ luôn rồi, mình đang có ý định là mình sẽ up to surface, nghĩa là up to cái mặt phẳng nằm ngang dưới đây, đồng thời cái lỗ nó cũng dừng tại ở đây luôn. Thì mình cầm bài và cùng một lệnh phi 15. Bây giờ mình vào phía cho XBot. Rồi nó đang nằm ngược này, mình đảo chiều đi vào đây, thấy nó đi xuyên qua không? Rồi mình thử kéo lại xem. À nó bị hở, thì mình nghĩ ngay đến option là up to surface. Mình chọn up to surface này, chọn mặt này và nó sẽ kéo đến cái mặt này mình chọn. Ấn ok, nhớ tích vào dấu mod reset để nó cộng hai khối này với nhau nha. Đó, để vậy là hoàn thành cái chi tiết của mình. Cái chi tiết này nó đơn giản, thì mình có một cái mặt phẳng thôi, nó vẫn chưa đôi lắm. Nhưng mà nếu với một cái chi tiết phức tạp hơn, mình tạo nhiều mặt phẳng để mình vẽ, thì mình sẽ phải ẩn cái mặt phẳng bớt đi cho đỡ rối mắt. Mình chọn vào đây, chọn vào cái mắt, ấn 2 đi. Rồi, ở đây nó còn một cái rãnh 2 ly nữa, thì các bạn sẽ dùng cái lệnh cái chút cắt, cắt đi. Mình chọn vào mặt dưới này, chọn sketch. Các bạn thấy thì nó offset từ cái mép ngoài ra vào là 4 đúng không? Thì mình sẽ dùng cái lệnh offset này. Với cái biên dạng 3D ấy, mình muốn lấy luôn biên dạng bên ngoài ấy, các bạn sẽ chọn vào cái mặt này,
các bạn vào luôn lệnh offset thì nó tự động lấy cho mình các cái biên dạng ngoài. Mình chọn mặt phẳng này, sau đó mình chọn vào lệnh offset thì tự động lấy cho mình cái biên dạng ngoài. Mình chọn 4mm này, nó không hiện preview, mình ấn revert thì nó đảo vào trong đấy, nó đảo ra ngoài, nó không có đủ điều kiện đảo vào trong, ấn ok thì lúc này nó tạo cho mình luôn một cái biên dạng từ biên dạng ngoài đảo vào trong 4mm. Sau đó mình vào kia chờ, mình chọn cái chút cắt, cắt 2 ly, cắt 2 ly, ok. À, vậy là cái chi tiết của mình đã hoàn thành ha. Rồi ở đây các bạn thấy mình đã thiếu mất một cái, hai cái fillet ở đây, hai fillet đây và đây nữa đó. Thì bây giờ mình sẽ phải fillet nó đi. Các bạn nhìn thấy cây đây này, nó sắp xếp theo thứ tự. Nãy mình dùng cái biên dạng bên ngoài này để mình cắt, thì nếu bây giờ mình fillet đi ấy, thì cái biên dạng bên trong này nó vẫn giữ nguyên này. Mình fillet vào đây này, lấy là 4 đi. Các bạn thấy không? Thì mình fillet bên ngoài đây, ví dụ mình chẳng hạn mình fillet mẫu cái này thôi, thì bên trong nó không update. Làm sao để bên trong nó update khi mình sửa lại cái mô hình này đó? Thì mình sẽ delete cái này đi, mình kéo cái cây lên này, kéo cây lên thì nghĩa là mình làm lại cái bước, nhưng mình làm cái bước fillet trước cái bước của cái chuột cắt à, thì lúc đấy cái biên dạng cần vợt lại thì nó sẽ lấy lên biên dạng cần vợt của cái mình đã fillet rồi đó. Fillet chọn chọn được chưa? Rồi bây giờ mình ấn ok này, sau đó bây giờ mình kéo xuống cái fillet đó thì các bạn thấy nó update theo, thì số của kéo sẽ chạy theo cái thứ tự từ trên xuống dưới. À, nếu các bạn muốn chỉnh sửa cái bước fillet này thì các bạn sẽ phải kéo lên trên và làm trước. Rồi ok, vậy là mình đã học được cái lệnh plan để mình có thể tạo mặt phẳng. Thì sau khi các bạn học được cái plan này thì các bạn hầu như là vẽ được 90% các cái chi tiết cơ khí chế tạo máy rồi. Ngoài ra thì còn một số các lệnh hỗ trợ nữa thì để làm nhanh cái thao tác của mình lên, thì hôm sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trong cái bài tiếp theo. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái bài học kế tiếp nhé. Bye bye.